Bác cáo già tội nghiệp, bị mất bít tất rồi. Đi tìm trong ngăn tủ, chỉ thấy áo lót thôi. Mặc áo lót lên người thì ngón chân lạnh buốt. Dưới cầu thang tìm suốt, lại thấy áo mặc ngoài. Mặc xong áo lên người, chưa thấy tất đâu cả. Vào tủ bếp để tìm, chỉ thấy nơ hình tim. Nơ ngay ngắn trên cổ, đôi chân vẫn ở trần. Cúi tìm trên dưới thảm, lại thấy mũ màu cam. Tất của mình đâu rồi? Bác cáo già than thở, lục tung cả đồng hồ. À, đầy rồi một chiếc, nhưng cần cả hai chiếc. Phải làm sao bây giờ? Mở cái hộp chơi đồ thì đủ hai bít tất.